đội trường trung học cơ sở Phú Bình. Hôm nay chúng em đang ở địa chỉ đỏ tại xã Phú Quế. Tại đây chúng em được tìm hiểu về sự kiện lịch sử như lịch sử của các anh hùng ở xã Phú Quế đã được ghi danh trên bảng và các anh hùng liệt sĩ. Đây là các bạn ghi công của các anh hùng liệt sĩ. Thứ nhất là về ấp Mỹ Lộc 1 là có một số anh hùng liệt sĩ như là ông Đỗ Văn Đê sinh năm 1947, ngày tháng hy sinh là ngày 3 tháng 1 năm 1973. Về ấp Tư Kỳ là có bà Phạm Thị Ánh sinh năm 1978 và ngày tháng hy sinh là ngày 19 tháng 6 năm 1968. Và tiếp theo là ấp Mỹ Tân B thì có một số anh hùng liệt sĩ như là ông Trần Văn Quẻ sinh năm 1947 và ngày tháng hy sinh là 20 tháng 4 năm 1971. Về ấp Mỹ Tây A thì có một số anh hùng liệt sĩ như là ông Huỳnh Văn Bảo sinh năm 1932 và ngày tháng hy sinh là ngày 10 tháng 8 năm 1972. Tiếp theo là ở ấp Mỹ Thành thì có một số anh hùng liệt sĩ như là ông Huỳnh Văn Bảo sinh năm 1949 và ngày tháng hy sinh là 24 tháng 6 năm 1968. Về ấp Mỹ Tường 1 thì có ông Trần Văn Bé sinh năm 1950 và năm hy sinh là năm 1969 do là không rõ ngày tháng hy sinh. Về ấp Mỹ Tường B là có và ông Nguyễn Văn Ánh sinh năm 1949 và ngày tháng hy sinh là ngày 9 tháng 8 năm 1969. Về ấp Mỹ Phước thì có một số ông bà như là bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh sinh năm 1947 và ngày tháng hy sinh là ngày 19 tháng 5 năm 1965. Và đó là sơ lược về một số anh hùng đã được ghi danh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.